Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái con HB Pavilion DV6 nha các bạn. Mã men của nó là DA0LX6MB6H1, review H nha các bạn. Hiện trạng của con này là có dòng nha các bạn. Có dòng boost, có nguồn, có dòng boost, nhưng không xuất hình. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cho các bạn xem dòng. Sau đó mình sẽ cắm màn hình vào cho các bạn xem. Rồi trước tiên mình cho các bạn xem đồng hồ dòng nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ dòng là máy có dòng boost. Mình sẽ cắm vào, mình sẽ kích nguồn cho các bạn. Rồi các bạn quan sát. Máy có dòng boost nha các bạn. Máy có dòng boost. Nhưng không xuất hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào để cho các bạn xem. Máy lên màn hình trắng nha các bạn. Ok các bạn. Đó, như vậy là máy đã lên màn hình trắng trong. Trắng đục chứ. Đây là màn hình trắng đục nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ kiểm tra và mình sẽ sửa chữa nha các bạn. Hiện trường là không lên hình mà lên màn hình trắng đục nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ màn hình ra và mình sẽ tháo men ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ kiểm tra. Hiện tượng này là cái màn hình có cao áp chạy nha các bạn. Cao áp chạy nhưng mà khả năng là bị lỗi 3V LCD. Bây giờ mình sẽ kiểm tra 3V LCD trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra khu vực 3V LCD nha các bạn. Khả năng cái ban này là nằm ở khu vực 3V LCD. Rồi mình sẽ dòm sima xem nó như thế nào đây. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra ngay chỗ là con Q18 nha các bạn. Rồi mình sẽ kiểm tra ngay con Q18. Vị trí này là con Q18 nha các bạn. Vị trí này là con Q18.
qua cái cuộn dây là L27 nha các bạn. Đó, nó sẽ qua cuộn dây L27. Nó sẽ cho ra nguồn 3V LCD nha các bạn. 3V LCD. Đó, sẽ cấp lên màn hình nha các bạn. Rồi. Wow, khả năng là nó lỗi cuộn dây 27 nha các bạn, khả năng là cuộn dây 27 nó bị lỗi, bị đứt rồi nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đó, cái cuộn dây 27 nó không có thông nha các bạn. Wow, cuộn dây 27 này có vấn đề nè. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Mình sẽ cắm nguồn và mình đo xem là có 3V LCD qua cái con Q18 chưa nha các bạn. Rồi mình sẽ đo ngay chỗ con Q18 qua cái cuộn dây L27 nha các bạn. Xem là từ cực S qua cái con L27 này như thế nào. Bây giờ mình sẽ kích nguồn trước nha các bạn. Đó, rồi men đã hoạt động. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha. Có 3V3. Tại cực S có 3V3 nha các bạn. Ồ, như vậy là tại cái con đây, tại con L27 nha các bạn, cuộn dây 27 nè nó bị sụt áp xuống còn có 1,5V nha các bạn. À, đầu bên đây là có 3V3, nhưng mà khi qua cái đầu bên đây của con L27 nha các bạn thì đã còn có 1,5V. Đó, các bạn quan sát là đồng hồ mình chỉ còn có 1,5V. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới là màn hình bị trắng nha các bạn, không xuất hình. Đó, màn hình bị trắng đục. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế cái cuộn dây L27 nha các bạn. Mình sẽ kiếm một cuộn dây khác mình thay thế vào và mình sẽ đo xem có nguồn chưa, và mình sẽ gắn màn hình vào xem có xuất hình không nha các bạn. Rồi mình kiếm được cái cuộn dây khác từ một cái men sắt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn vào đây nha các bạn. Đó, vị trí này mình sẽ gắn vào đây, sau đó mình sẽ đo lại cho các bạn xem là có nguồn 3V3 chưa, và mình sẽ gắn màn hình xem máy có xuất hình hay không nha các bạn.
Rồi, mà mình vừa thay thế xong cái cuộn dây L27 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn, và mình sẽ kích nguồn xem có bao quang LCD. Sau đó mình sẽ gắn màn hình nha các bạn. Rồi có 3V 3 LCD rồi nha các bạn, có 3V LCD. Rồi ok. Như vậy là đó có 3V LCD. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn màn hình vào xem máy có xuất hình nha hay không nha các bạn. Rồi, máy đã xuất hình nha các bạn. Ok các bạn. Đây, máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con Bavilon DV6 này là bị lỗi cái cuộn dây L27 nha các bạn. Sau khi mình thay thế cuộn dây L27 thì máy đã xuất hình bình thường. Video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.